Làm sao? Hay. Băng Thi nha. Thi làm gì? Thi chậu ao cây. Thi đánh trúng tay con ao hả? Ao quá không? Ao quá. Trúng ở chỗ nào đâu? Đó hả? Đứa nào? Thi. Bây giờ điện công an bắt nó nha. Bố Hay. Bắt đứa nào? Hay. Bắt Ninh nè. Không bắt Ninh hả? Hay. Bắt Thi hả? Bắt Bo hả? Không bắt Bo hả? Hay. Rồi bắt Hy nha. Bắt Hy chịu không? Rồi bắt Hy. Thi tại sao mà bắt Hy? Tao con khè kìa. Làm rắn khè kìa. Trời ơi ghê quá. Là con heo. Heo sao? Con heo vậy đó. Ồt. Rồi con chuột. Con chuột vậy đó hả?